Chuyển hồ sơ vụ vận chuyển 1,9 mét khối gỗ trái phép ở xã Công Chiên cho hạt kiểm lâm mang Giang xử lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký quyết định số 628 về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2012. Gia Lai khai mạc hội thi nghiệp vụ du lịch, ra quân chiến dịch hành quân xanh bằng giao nhà nhân ái cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Công an thành phố Pleiku khởi tố 5 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ thứ 6 ngày 7 tháng 7 năm 2023 được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên báo Gia Lai điện tử và sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, ngày 6 tháng 7, ông Võ Đình Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Công Chiên, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai cho biết, Ủy ban nhân dân xã vừa chuyển hồ sơ vụ vận chuyển trái phép hơn 1,9 mét khối gỗ sang cho hạt kiểm lâm huyện Mang Giang xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, rạng sáng ngày 30 tháng 6, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một đối tượng điều khiển xe công nông độ chế chở gỗ trên đường giao thông ở Làng Ta, tổ công tác 12 của Ủy ban nhân dân xã Con Chiên đã triển khai lực lượng kiểm tra phương tiện có dấu hiệu nghi vấn đưa về trụ sở công an xã Con Chiên để xác minh làm rõ. Lực lượng chức năng của xã Con Chiên tiến hành đo đếm số gỗ tăng vật gồm 10 lóng gỗ tròn, có khối lượng hơn 1,9 mét khối gỗ chủng loại là mít này N6 và SB5. Qua làm việc ban đầu, tài xế Ly trú tại làng thương xã Công Chiên khai nhận được một người không quen biết ở huyện Phú Thiện thuê vận chuyển gỗ và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ nói trên. Xét thấy vụ việc vượt thẩm quyền vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, nên Ủy ban nhân dân xã Công Chiên đã lập hồ sơ chuyển cho hạt kiểm lâm huyện Mang Giang điều tra xử lý vì theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Mang Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Chủ tịch UBND tỉnh gia lai Trương Hải Long vừa ký quyết định số 628 về việc tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 102 tập thể, tặng bằng khen cho 48 tập thể và 135 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2012. Trong số này, Báo Gia Lai có phòng báo điện tử được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và phòng chính trị xã hội được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sáng nay ngày 7 tháng 7, Sở Văn hóa thể thao và du lịch Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh khai mạc hội thi nghiệp vụ du lịch năm 2023. Hội thi nhằm tôn vinh nghề du lịch nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam ngày 9 tháng 7. Hội thi thu hút 34 lao động đến từ 9 đơn vị thuộc hệ thống nhà hàng khách sạn trên địa bàn thành phố Pleiku. Các thí sinh tham gia thi thực hành và giải quyết tình huống do ban giám khảo đưa ra ở 4 nghiệp vụ lệ tăng buồn nhà hàng và quản lý khách sạn. Các phần thi diễn ra tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai thành phố Pleiku, đơn vị có cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn 4 sao. Thí sinh bước vào phần thi trên tinh thần thoải mái vui vẻ với phương châm giao lưu học hỏi. Thang điểm đánh giá các phần thi được ban giám khảo chấm theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS. Thưa quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 7, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Gia Mơ Nông, xã Gia Mơ Nông, huyện Chi Bả, tỉnh Gia Lai, tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ ra quân, chiến dịch hành quân xanh năm 2023. Phát biểu tại lễ ra quân Anh Độ Duy Nam Phó Bí Thư tỉnh đoàn, trưởng ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 cho biết, chiến dịch hành quân xanh diễn ra trong tháng 7 và tháng 8 năm 2023. Điểm mới của chiến dịch năm nay là việc triển khai chủ trương ba liên kết, liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng. Để triển khai chiến dịch hành quân xanh các đội tình nguyện, khối lực lượng vũ trang cần phối hợp với đoàn viên thanh niên tại địa phương, đơn vị để thực hiện các công trình phân việc, ý nghĩa tạo được dấu ấn với cộng đồng. Dịp này, tỉnh đoàn đã tặng 10 suất quà 700.000 đồng trên một suất cho 10 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Chư Bả. Tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh tặng 5 biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm, cẩn thận đuối nước cho đoàn xã Gia Mơ Nông, đoàn xã Gia Ca. Huyền đoàn Chư Bả tặng 40 xuất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã Gia Mơ Nông. Đoàn cơ sở công an huyền Chư Bả tặng 2 mô hình sinh kế cho thanh niên xã Gia Cờ Ren. bảng tường trưng một mô hình bóng đèn chiếu sáng cho đoàn xã Gia Mơ Nông. Sáng nay ngày 7 tháng 7, tại làng A, xã Gao, thành phố Pleiku, Sư đoàn 320 phối hợp với thành đoàn Pleiku Khánh Thành bằng giao nhà nhân ái tặng gia đình anh Siêu Sơn. Đây là việc làm nằm trong chuỗi các hoạt động phối hợp thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 giữa sư đoàn 320 và thành đoàn Pleiku. Được biết anh Chu Xuân là bí thư chi đoàn làng A, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vì khánh thành và đưa vào sử dụng ngôi nhà nhân ái, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể. Sự đoàn kết của cán bộ, đoàn viên thanh niên hai đơn vị, qua đó giúp gia đình anh Siêu Xuân có nơi ở ổn định để chăm lo lao động sản xuất góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Pleiku đã khởi tố nhóm 5 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong số các đối tượng có một người là cán bộ trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh huyện Đức Cơ. Theo thông tin vụ án, qua công tác nghiệp vụ ngày 23 tháng 6 năm 2023, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Pleiku đã phát hiện tại một căn nhà trên đường Lạc Long Quân, tổ 3 phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, có một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc tiến hành kiểm tra, công an thành phố Pleiku bắt quả tang các đối tượng gồm Hà Văn Vận, sinh năm 1976 trú tại huyện Đắc Đoa, Nguyễn Hữu Huynh, sinh năm 1994 chủ nhà và Hồ Sĩ Tuyền, sinh năm 1977 cùng trú tại thành phố Pleiku đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài xì tố thắng thua bằng tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền 12,7 triệu đồng ba bộ bài tú lơ khơ loại 52 lá. Qua đấu tranh, hai đối tượng Vận và Tuyên khai được huynh trụ đến nhà, tham gia đánh bài xì tố ăn thua bằng tiền. Để thực hiện hành vi trên, Huynh đã thuê Trần Văn Nguyên, sinh năm 1987, Trần Văn Khôi, sinh năm 1991, cùng trú tại thành phố Lê Cô phục vụ đồ ăn, thức uống và làm nhiệm vụ cảnh giới với số tiền công 500.000 đồng trên một người. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Pleiku đã khởi tố các đối tượng Vận Huynh Tuyên về hành vi đánh bạc, khởi tố đối tượng Nguyên Khôi về hành vi tổ chức đánh bạc. Trong các đối tượng trên được biết Hà Văn Vận là cán bộ công tác tại trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thuộc chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.